Thành công là gì thì nó còn tùy thuộc vào định nghĩa riêng của mỗi người. Nhưng mà những người luôn cảm nhận được hạnh phúc, thành công và có một cuộc đời tuyệt vời thì họ luôn có sứ mệnh của riêng mình. Khi mà tôi còn nhỏ thì tôi luôn đặt cho mình câu hỏi là tại sao mình lại sinh ra ở đất nước này mà không phải một nơi nào khác? Mình có thể sinh ra ở một cái gia đình khác không? Tôi có những cái câu hỏi như vậy đấy. Và không biết có bạn nào cũng có những suy nghĩ giống tôi không? Và khi lớn lên dần dần có những câu hỏi như là tôi là ai? Và tôi sinh ra với mục đích gì? Và tại sao tôi lại sinh ra ở môi trường này? Phải có cái điều gì đó khác biệt chứ. Tôi tin rằng bất kỳ một đứa trẻ nào khi lớn lên và hình thành nhận thức cũng sẽ đặt cho mình những cái câu hỏi tương tự như thế này. Và với tôi, được gọi là sứ mệnh của cuộc đời. Vậy theo các bạn, sứ mệnh là gì? Sứ mệnh chính là một dạng tuyên ngôn tốt đẹp nhất, lý tưởng nhất cho việc chúng ta tồn tại trên đời này, cho một cái mục đích to lớn. Và khi chúng ta xác định được sứ mệnh của cuộc đời, chúng ta sẽ sống đẹp hơn và tuyệt vời hơn, bởi vì chúng ta sẽ chủ động sống có lý tưởng và có ý nghĩa. Cũng chính sứ mệnh sẽ luôn nhắc nhở não bộ của chúng ta về cái mục đích cao nhất của cuộc đời mình cần hướng đến, để khi gặp những trở ngại và khó khăn, thị phi và vất vả, kể cả những giai đoạn u tối nhất của cuộc đời mình, sứ mệnh sẽ luôn nhắc nhở chúng ta cần phải đi đúng hướng, uốn nắn bản thân và điều chỉnh mình để làm những cái điều đúng đắn nhất và chính xác nhất, để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của cuộc đời. Nếu bạn hỏi tôi là anh ơi, sao sống cho mình mà cứ phải đi làm những cái việc cao cả giúp đỡ người khác? Ở ngoài kia mọi người dẫm đạp lên nhau, cho thấy mình thật sự nhỏ bé. Thật sự sâu xa để giải thích cho những cái việc làm tốt đẹp cao cả giúp đỡ người khác, đó cũng chính là đỉnh cao của việc sống cho bản thân. Ai mà không muốn được nhiều người yêu quý và tôn trọng? Ai mà không muốn được nhiều người giúp đỡ? Và ai mà không muốn được sống trong một môi trường văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp? Nếu mình tốt hơn, nhà mình đẹp nhất giữa một khu ổ chuột, mình hạnh phúc và giàu có nhất trong một công ty mà còn nhiều người khổ, thì thật sự có hạnh phúc? Dĩ nhiên là không rồi. Môi trường nào thì nhân tố đó. Đại dương thì có cá mập, ao hồ thì có tôm cá nhỏ hơn, và sình lầy thì chỉ có ốc và hến. Nếu muốn một cuộc sống tuyệt vời, giàu có và hạnh phúc, thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Vậy thì làm sao để xác định được sứ mệnh của cuộc đời? Hàng ngày chúng ta cứ sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rồi lại chạy xe đi làm, đi học đến trường. Và chiều về thì chúng ta lại chuẩn bị ăn tối, rảnh rỗi thì chơi game, xem tivi, đọc báo. Và những ngày cuối tuần thì chúng ta lại uống cà phê. Và tối về thì chúng ta lại đi ngủ. Và sáng mai lại thức dậy
với những công việc nó lặp đi lặp lại như vậy. Vốn dĩ việc ăn uống ngủ nghỉ thì không phải con người chúng ta mà tất cả các loài động vật đều có thể làm được. Nhưng chúng ta là con người, chúng ta có sự khác biệt. Bởi vì chúng ta được quyền lựa chọn làm gì và làm với ý nghĩa gì và làm như thế nào. Và đầu tiên, cách đơn giản nhất là bạn hãy đặt cho mình sứ mệnh vào chính những công việc và vai trò của bạn đang làm. Trong cuộc sống toàn diện 24 giờ trên ngày và 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong một năm, chúng ta sẽ có nhiều vai trò, nhiều vị trí khác nhau. Nhưng bí quyết mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn ở đây chính là hãy đặt sứ mệnh vào từng công việc, từng vai trò và vị trí bạn đang đảm nhận. Ví dụ, bạn là con nhỏ trong một gia đình thì bạn hãy đặt cho mình một sứ mệnh đem đến niềm vui cũng như hạnh phúc cho gia đình đó. Còn khi bạn là công chúa trong một gia đình hoàng gia thì hãy sống như một câu chuyện cổ tích. Còn nếu bạn là hoàng tử thì hãy cưỡi ngựa trắng và chạy khắp nơi trên lãnh thổ vương quốc của mình để đi giúp đỡ những thần dân còn khốn khó. Còn khi bạn là nhân viên trong công ty thì bạn hãy đặt sứ mệnh trong vai trò công việc mà bạn đang làm ở công ty đó, với mục đích đem đến doanh số lợi nhuận và đem đến niềm vui cũng như hạnh phúc và sự thịnh vượng cho doanh nghiệp của mình. Và tương tự khi bạn là thành viên trong gia đình, với vai trò là người vợ, người chồng, cha mẹ hay ông bà, thì hãy cứ luôn áp dụng quy tắc đó cho vai trò và vị trí mình đang đảm nhận, và xa hơn là bạn bè và xã hội. Không ai có thể từ chối và cản được một người sống với sứ mệnh, mà ngược lại, mọi người sẽ luôn cảm nhận được, luôn tôn trọng, luôn tự hào và luôn muốn giúp đỡ bạn để bạn có thể đi xa và tiến xa hơn trong cuộc đời này. Và thay vì bạn dạy dỗ xã hội thì hãy là một tấm gương sáng để mọi người có thể nhìn vào đó và dõi theo. Và từ đó dần dần sẽ lộ ra sứ mệnh cao cả nhất của cuộc đời. Và đó cũng chính là ý nghĩa để chúng ta luôn sống hết mình, cháy hết mình và thăng hoa trong mọi giây phút của cuộc đời. Chẳng hạn như tôi đây, tôi thấy niềm vui và thật sự ý nghĩa khi mình chia sẻ cho nhân viên. Và từ những chia sẻ tưởng chừng đơn giản ấy, các bạn ấy áp dụng và đạt được kết quả tốt. Và tôi cảm thấy rất vui khi những chia sẻ của mình đã đóng góp được điều gì đó có ích cho tất cả các bạn. Và từ đó những cái nền tảng fanpage, bài viết và video chia sẻ được ra đời. Để khi mà những ai cần những câu hỏi tương tự, tôi chỉ cần share bài viết hay video đó là các bạn có thể học tập được ngay. Và nếu như có thể làm tốt hơn, biết đâu đây chính là sứ mệnh của tôi. Một thiên sứ có thể giúp đỡ các bạn trong cuộc sống này, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn và những kiến thức và kinh nghiệm mà các bạn cần. Là người anh, người chú, người bác đi trước để chia sẻ lại những góc nhìn, những trải nghiệm cũng như những kiến thức mà mình đúc kết được cho tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam và xa hơn là các bạn trẻ trên toàn thế giới. Và cuối cùng thì tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đều có thể tìm ra được sứ mệnh và ý nghĩa của cuộc đời này. Để mỗi một giây phút trôi qua, tất cả chúng ta đều cháy hết mình và không cảm thấy hối tiếc với nó. Đến đây thì tôi xin phép được tạm dừng video tại đây. Và xin chào. Chúc các bạn sẽ tìm ra được sứ mệnh và ý nghĩa của cuộc đời này.